trong tất cả các bữa tiệc thì chắc chắn là món gỏi không thể nào thiếu rồi đúng không ạ? Và với rất nhiều loại gỏi khác nhau, ngày hôm nay Thanh Ngọc xin giới thiệu với quý vị một loại gỏi vô cùng đặc biệt nữa, đó chính là gỏi phá lấu đu đủ. Và món gỏi đặc biệt này sẽ được thực hiện bởi chuyên gia ẩm thực nhà thơ Hồ Đắc Thiếu Anh. Xin chào cô ạ. Xin chào Thanh Ngọc, xin chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình thành phố hôm nay. Để mình làm món gỏi phá lấu đu đủ thì nguyên liệu chính là phải có cả bao tử heo, đu đủ, cà rốt, đậu phụng rang, giả dập, tỏi băm, hành băm, rau thơm, chanh, gừng, ớt, ngũ vị hương, nước tương, cái bao tử heo. Thì thường á, là nó có cái mùi của nó thì không được hấp dẫn cho lắm. Thế mình muốn món ăn mình hấp dẫn, trước hết là mình phải làm sạch cái nguyên liệu chính này. Mình có thể là mình rửa, mình bỏ với là muối với chanh. Bước thứ hai là mình luộc. Mình luộc với gừng và mình cho một chút giấm. Khi chờ đợi thì cô sẽ bày cho Thanh Ngọc và các bạn ướp để bao tử. Mình cho một chút xíu muối, ít thôi nha. Và một muỗng đường, một chút xíu tiêu, tương. Rồi bây giờ Thanh Ngọc cho cô xin ngũ vị hương vào đây. Hành băm, tỏi băm. Khi mình luộc cái bao tử để mình tẩy cái mùi đặc trưng của nồi tạng rồi thì mình bớt ra nha. Bây giờ cái đu đủ mình bào. Thì mình bào xong thì mình rửa trong một chút xíu nước chanh. Và sau đó mình sẽ ướp với một chút xíu đường. Rồi bây giờ Thanh Ngọc cho vào tủ lạnh giùm cô đi. Rồi. Bây giờ con thấy cái này là nguội, cái bao tử nguội ha. Rồi mình ướp được rồi sao? Bây giờ mình ướp. Mình ướp khoảng 15 tới 20 phút để cho cái bao tử nó thấm gia vị ha. Và sau khi mình ướp xong rồi, đúng đủ thời gian rồi thì mình sẽ đem ra mình áp chảo. Mình cho một ít dầu vào, cho một ít tỏi. Rồi bây giờ chúng ta cho bao tử vào để áp chảo hai mặt cho nó vàng. Cho nước dừa vào. Bây giờ cô hướng dẫn cho Thanh Ngọc và các bạn làm nước chấm nha. Nước chấm á, là nó có vị chua và ngọt. Mà làm gỏi thì Thanh Ngọc nên nhớ là vị chua và ngọt bằng nhau. Người ta hay gọi là chua chua ngọt ngọt đó. Đó. Cái bao tử của mình chín rồi phải không cô? Chín rồi, đẹp rồi phải không? Và cái nước cũng đã sển sển rồi nè. Nước sẵn lại rất là đẹp. Ta sẽ đem bao tử ra và chúng ta sẽ cắt. Mình sẽ cắt cho nó tương đối gần gần bằng với cái dây đu đủ. Bây giờ mình cho phá lẩu vào đây đúng chưa? Mình trộn. Rồi Thanh Ngọc trộn giùm cô đi. Thanh Ngọc cho ớt vào đây. Rồi trộn hết. Bây giờ cô sẽ cắt rau răm. Cô sẽ đem trình bày ra dĩa. Quá hấp dẫn luôn cô ơi. Chà, một dĩa gỏi vô cùng hấp dẫn, đẹp mắt. Bây giờ cô cháu mình ra ngoài bàn và thử món này cô ha. Rồi. Ngon quá cô ơi. Nó vừa làm cho mình không ngán mà nó vừa làm cho mình có cảm giác muốn ăn hoài, luôn á cô. Như vậy thì đây là một cái lựa chọn để chiều nay con sẽ về nhà con làm cho nhà con ăn. Vậy thì tại sao mình không ăn món này luôn á cô ha? Rồi mình nấu thêm canh cải bẹ xanh với lại tôm tươi và thêm một khứa cá điêu hồng kho với thơm nữa. Cô gợi ý món cơm, món ăn trong bữa cơm chiều là chúng ta nấu canh sườn non với trái sấu, rồi thêm là cá thu mình kho với sốt cà chua. Rồi món rau thì mình sẽ bông bỉ mình xào với tỏi.